Nhà mình có ngõ thôi đúng không? Đây giờ như thầy có tối mà hôm nào đắp máy à? Ừ. Tối mà còn tối vậy ra trời. Bên 72. Trời trời. Mấy máy rồi? 72 là 2 game rồi. Có tập môn thế thôi chứ không? Đi thi quận bóng rổ, thành phố luôn. Ừ. Qua cấp 12. Cái đứa trai cái môn nó ra mùa hôi ấy kìa. Dễ lên mụn lắm. Lại có thằng cu mà trong đội đá banh á. Thằng cu đang thui nhá. Cũng chẳng biết nữa. Nhìn thằng láng cái chỗ này ra nó sạch rồi. Ừ, mấy cái mụn nghe sạch. Bé nhà đối diện mình nè. Bữa ra ăn ốc ở trùi nhìn cái mẹ bớ khót dễ sợ. Trán này với hồi mới qua cái mụn nó rồi nó thâm đó. Này những đỡ bé bạn thử em ít người không hợp lắm. Em vậy nè, có kem đó. Em về quê em ba bữa đó em không bôi đó. Nó sừ, nó sần cái mặt em chịu không nổi luôn. Mấy bữa đó mẹ của em nè làm đó. Nó đi lao. Là lao hai đưa dòng hằng gấp gáp cái mũi đó. Ừ. Bữa bé Trinh nó kêu, nó nói gì hả? Chị có mụn không đưa đem này cho. Bé Trinh nói gì hả? Bây giờ đi thơ sẽ thơ không được đau mụn chị. Khó lắm. Mình khó nạn lắm. Nạn lá lên lệ rồi. Mà chị không dám đưa cho ai ấy. Mình đi em dọc vô mẹ mà. Ừ. Nạn lệ đi chứ. Kỹ lắm kìa. Là bụng giòn nên bụng khó ra. Có lời do cái da của chị là như giàu á. Bụng nó trân trân bốt lắm. Do ai vậy mà? Giờ kia bây giờ nó mỏng quá rồi. Cái dùng cái gì ta? Chưa chỉ dùng nhiều thứ lắm. Vì mượn cái nỗi mua già đuổi thằng Lâm chị nó to hết nha. Chị cũng đỡ đó chứ chị Hòa là hết cái mạc luôn. Chị Hòa nhìn xoa thì những da hồng hồ đẹp lắm. Chị gần cái nó rồi. Chị dùng cái mà rượu mà ngâm với thuốc phát, ngâm với cái gì đó. Mà lọc vô á. Ừ, thuốc phát đó. Phát mà rượu, chị nghe mùi rượu ngâm. Nó rót lắm, y như cầu như đó chứ. À, rễ ca gì đó, nói chung là dân tộc bón. Thủ thêm rưỡi. Chị dùng hù cũng đẹp lắm ly. Ừ. Hắn lột ra mà cái do chị hắn hơi bị mó hồng. Đó, lột ra mà ổng do kinh lắm. Ừ, cứ xong cái lan từ do tự nhiên hôm nay ngủ cốm quá trời trời luôn. Do yếu lắm. Cứ là chị không có biết giữ á. Ừ. Cứ là hồi đó chị không biết đi nặng mụn mà mấy người kia đi lắng xì mụn lây nào xa này nó lột ra. Ở quán nôm chú chị có dân tộc có trang bác trầm mi, năm trầm mi thôi chứ. Ừ đó. Đó. Như chị Loan bán ở Đông Y. Đông Y đó cũng vậy nè.
nó bao vải rồi mình kia đó. Kinh lắm lây, nghĩ của bạn kêu nó kinh lắm, mình cứ chờ được nó rây cái hồng môn mẫn. Nó im ra ăn đời. Có sao là do cũng khô, cho mình nó chơi mới. Mà cũng không thấy mụn luôn. Như em bé nữa đó. Mà thầy do cứ lây là đó. Cái nồi cũng vậy. Chị ít lỗ hơn yên á chứ đúng không? Yên lỗ hơn yên. Yên là lỗ luôn. Mặt đòn đẹp với cái quất lỗ vô cái nhìn cái hết xinh luôn á. Lỗ nhìn cái này. Ừ. Yên hồi xưa cảm mấy giá mình xuống bắt tím. Cảm về thùng lòn ấy rồi mà. Không biết được. À. Mình cứ tưởng đâu là filler nó còn đang nói chứ. Cái bát tim lao rồi mà. Đúng rồi, yêu còn nhắn tin vậy chứ lấy bữa cưới gì em. Mình chỉ có dù mà nhắn tin mà hỏi vậy. Không gì. Từ đó như chị về trẻ hôm có ra em chưa về rồi nè. Chào có chị về cái mình nuôi ra chứ. Thử ngồi vậy đó. Đi mua đồ bên đâu à. Cái bữa đó. Mua bà xin dầu đó, mua dùm đó đó. Đi mua đồ bên đâu à. Mua đồ bên đâu à. Tính là chồng chị cũng dễ đó chứ. Nhiều cho mày này cũng đang mua đồ nhiều cho cho nó là mệt lắm. Mấy bữa mà chị mặc đồ mà mấy bữa chị mới về làm dao á, rất là chị hay mặc đồ lỗ rồi này nọ, nói chung là đồ mà nó ngán đồ. Xuống nhòi được ăn. Ý là mấy bữa gì mà mạc hay rất tốt mà muốn thở rúng á. Như bình thường. Không nói đi mạc ra mấy không nói. Thấy hơi tụi mình đi chơi mình mạc rất đó. Mình xuống mạc. Cái gì ta không có gì vậy. Cái bình thường. Chứ là ba mẹ nó bị đau nó bị ăn. Đúng rồi. Chị tin. Quá mùa đen hơn chị. Ô dai ô đùa. Bông tơ mà dán lên tới đây nè, từ đây dán lên tới đây. Đồ, giá thâu bận dao kia chắc thua xoa rồi. Bà dao kia quê lắm. Ừ, bữa đó. Nhìn em tưởng là bà cô chị, em kêu mà bà cô chi mà trẻ á. Vô râm kia thì hả thầm nhỏ chị thấy cái đầu từ bà chị của chị để ý thôi bà hiền á. Tôi thấy bà nhỏ mày mua đây mày ở đây hôm nay tôi thấy đồng từ mày để ý đồng từ từ đây mày biết từ đây mày biết cả mua rồi đó cứ mà mày chị để ý lại thì bà bạn đều với luôn chắc kiểu nó về vậy đó hả. Mà dắt lên tới đây mình nghĩ là đã trẻ mới chơi đó thôi mấy ha giống mấy khen hiền là được. Hoa cũng thành phố thề đấy, hoa những Chanel rồi nè, những người nước ngoài gửi về. Nước ngoài là phía ba chị này, phía mẹ. Bên bà cô bên Mỹ. Lo là do không có chồng nhưng bà mới lo chứ. Chồng thì lo, bà cụ đó thôi, bà bố đó thôi. Tiền không có thì bắt cắt, còn chị với ổng thì cũng vẫn lo cho bữa đấy đó. Bữa thì tôi cháy tôi chỉ mày chỗ đó. Không túng à. Tôi để cho nó đó mày. Không túng kìa. Chưa chứ thấy đang má dò rồi, đừng có tiếc. Còn ổng thì cái nút bà biết đó nên biểu mua ý mua đồ bà không mua đi. Sợ. Nếu chứ bà lo cho ơi đâu, phải lo cho cha mẹ gì đâu, sợ trời.